hậu Hồ Hèn Nhê là hiện tượng nhất thời hay giá trị thực sự mãi mãi? Hồ Hèn Nhê có thể coi là một hiện tượng hiếm hoi trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Hàng năm, ngoài năm cuộc thi lớn nằm trong hệ thống Grand Slam, bao gồm Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Grand International, Miss Grand National, còn rất nhiều các giải hoa hậu khác như Miss Earth, Miss Global. Đó là còn chưa kể đến vô số các giải hoa hậu cấp quốc gia. Mỗi cuộc thi kết thúc là một người đẹp được xướng tên làm người thắng cuộc. Tùy theo độ danh giá của chiếc vương miện đội trên đầu, tên tuổi của cô sẽ được truyền thông và khán giả nhắc đến nhiều hay ít. Nhưng tự chung số phận của tất thảy các hoa hậu đều chìm vào quên lãng chỉ một hai ngày sau đó. Có thể là khán giả đã có ngay một cô hoa hậu khác để chú ý, hoặc chỉ đơn giản là hàng ngày có quá nhiều sự kiện diễn ra đáng nhớ hơn một cuộc thi người đẹp. Thế nhưng Hồ Hèn Nhê đã đi ngược lại quy luật này. Thậm chí chẳng phải người chiến thắng, tên tuổi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam vẫn đủ sức mạnh khiến người ta nhớ đến nhiều ngày sau đó mà chẳng cần đến chiêu trò quảng cáo. Với những giá trị đặc biệt của riêng mình, sức nóng của cơn sốt Hồ Hèn Nhê không hề hạ nhiệt theo thời gian như những hoa hậu khác mà dường như cứ mãi lan tỏa không có điểm dừng. Rốt cuộc, điều mà mọi người thi nhan sắc đều hướng đến không phải là màn tranh tài, xem ai có sắc đẹp hoàn hảo hơn, mà là một biểu tượng có khả năng gây ảnh hưởng và truyền cảm hứng rộng rãi vì mục đích tốt đẹp. Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Hồ Hèn Nhê chính là một biểu tượng như vậy. Hoa hậu Hồ Hèn Nhê, sự hoang dã độc nhất và ba thứ nằm ngoài tưởng tượng của người Việt. Ngày 17 tháng 12 vừa qua đã tạo ra một cơn chấn động toàn thể người Việt Nam trên thế giới khi Hồ Hèn Nhê lọt vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ 2018. Tuy không giành được chiến thắng chung cuộc vì có chút vướng mắc ở khâu phiên dịch trong lúc trả lời câu hỏi ứng xử, nhưng Hồ Hèn Nhê vẫn làm nên kỳ tích lớn khiến cả dân tộc phải vỡ òa hạnh phúc. Còn nhớ vào thời điểm cách đây vài tháng, Hồ Hèn Nhê vẫn đang phải nhận vô vàn chỉ trích, phản đối từ dư luận khi đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Rất nhiều người đã kích ngoại hình của Hồ Hèn Nhê và cho rằng cô chưa xứng đáng có được ngôi vị hoa hậu. Ai cũng lo lắng về khả năng thành công của cô tại cuộc thi trên thế giới. Thế nhưng bỏ qua dị nghị và những lời gièm pha, Hồ Hèn Nhê đã làm được điều tuyệt vời không ai ngờ tới. Chưa từng có người đẹp Việt Nam nào đạt đến thành tích của Hồ Hèn Nhê. Với thành tích này, Hồ Hèn Nhê đã tạo nên một cột mốc đáng nhớ, ghi danh đất nước vào bản đồ nhan sắc quốc tế. Vậy Hồ Hèn Nhê có gì khác biệt so với tất cả những thế hệ hoa hậu, người đẹp trước đây để đạt được thành tích lớn như vậy? Nhan sắc độc nhất, tướng xấu mà đẹp, khiến thế giới mê mẩn. Khi Hồ Hèn Nhê đăng quang, ai cũng dè biểu nhan sắc của cô. Đa số mọi người chê Hồ Hèn Nhê vì cô quá khác với chuẩn hoa hậu Việt Nam truyền thống. Không một hoa hậu người Việt nào từ trước đến nay lại có làn da quá nâu và mái tóc quá ngắn như Hồ Hèn Nhê. Cô cũng không phải kiểu con gái yểu điệu thục nữ, mềm mại như người ta thường thấy. Đến cả cách nói chuyện, Hồ Hèn Nhê cũng mạnh bạo, tự nhiên, không đi theo lối nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Mọi thứ thuộc về Hồ Hèn Nhê nằm ở ba điều: quá lạ, quá mới và quá khác biệt, khiến công chúng Việt chưa thể tiếp nhận được một sớm một chiều. Vì thế cô bị coi thường và phản đối dữ dội. Nhưng trong số những người từng biểu môi trước Hồ Hèn Nhê ngày đó, không ai biết rằng chính cái nét bị chê là xấu, là không phù hợp ấy, là khiến thế giới phải mê mẩn. Đó mới thực sự là vẻ đẹp tiềm ẩn và đắt giá của Hồ Hèn Nhê, thứ mà chưa hoa hậu Việt Nam nào có được từ trước đến nay. Người ta chê bai làn da ngâm của Hồ Hèn Nhê và cho rằng nó không đúng chuẩn hoa hậu. Nhưng trên thế giới không có tiêu chuẩn nào yêu cầu hoa hậu phải có làn da trắng. Bước ra thế giới, tất cả mọi màu da đều được đánh giá ngang bằng nhau và dù bạn mang màu da nào, bạn vẫn được tôn trọng. Trên thực tế, người nước ngoài, đặc biệt là người phương Tây rất chuộng da ngâm vì nó có thể hiện sức mạnh, năng động. Đó là lý do vì sao phụ nữ phương Tây thường phải tốn tiền để đi nhuộm da nâu. Hơn nữa, phong cách đánh giá nhan sắc của thế giới, chuẩn đẹp dành cho phụ nữ Đông Nam Á thường là da ngâm chứ không phải da trắng vì nó thể hiện đúng bản nguyên khí hậu, sắc tộc và văn hóa của chúng ta. Có thể thấy, đa số diễn viên châu Á thành danh tại Hollywood đều có làn da hơi ngâm. Đàn ông phương Tây khi đến Việt Nam cũng thường thích những cô gái da nâu hơn trắng trẻo theo kiểu Ngọc Trinh. Xu hướng về thẩm mỹ, cái đẹp của thế giới hiện nay là tôn trọng mẫu gốc và nét thuần nguyên của người Việt từ cách đây hàng trăm năm lại chính là màu da ngâm. Bởi vậy, làn da nâu đặc trưng của Hồ Hèn Nhê chính là món quà mang đậm tính quốc gia, dân tộc, giúp cô được đánh giá cao trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Với người Việt, phụ nữ chuẩn truyền thống phải có mái tóc dài thướt tha. Hầu hết các đời hoa hậu Việt Nam đều để tóc dài. Hồ Hèn Nhê lại hoàn toàn đi ngược lại số đông khi sở hữu mái tóc tém.
Nhưng với thế giới, mái tóc ngắn hoàn toàn của Hohenye lại là vẻ đẹp và thể hiện cá tính, sự mới mẻ, nổi bật hơn những thí sinh khác. So với những đời hoa hậu trước đây, ngoại hình của Hohenye có sự tổng hòa và đẹp chuẩn hoa hậu hơn. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cái đẹp phải đến từ đó. Theo cái nhìn của thế giới, mắt đẹp là phải có độ sâu, và Hohenye là một trong số ít hoa hậu sở hữu đôi mắt như vậy. Đôi mắt này gợi lên cho người đối diện rất nhiều cảm xúc và sự lôi cuốn. Nếu soi xét kỹ càng, tỷ lệ các số đo trên khuôn mặt của Hohenye như chiều dài trán, độ rộng mắt, chiều rộng mặt, chiều dài mũi, đường cánh mũi, sống mũi đều khá chuẩn. Đường nó giữa ba điểm góc mũi, dưới mũi và điểm lõm giữa môi dưới với cằm của Hohenye tạo nên đường cong lồi ra ngoài. Đây là tỷ lệ đẹp đúng chuẩn giải phẫu thẩm mỹ. Nụ cười của Hohenye rất tươi tắn, rạng rỡ, nhưng không quá rộng như người phương Tây mà vẫn nhỏ nhắn, mang nét Á Đông. Đây là một trong những nét ăn điểm của cô, dù ít ai nhận ra. Như vậy có thể thấy Hohenye có một vẻ đẹp ngoại hình rất đắt giá. Nó vừa đi đúng chuẩn hoa hậu thế giới, lại vừa toát lên điệu hồn dân tộc, bản gốc người Việt và tràn đầy năng lượng. Vẻ đẹp này chưa một hoa hậu người Việt nào có được. Hình mẫu hoa hậu mang dạy, tự nhiên và chất phác. Khác với nhiều hoa hậu đi trước, Hohenye không xuất thân từ gia đình gia giáo, chuẩn mực, cũng không sống trong môi trường giáo dục nề nếp theo kiểu tiên học lễ hậu học văn của người miền xuôi. Cô gái dân tộc thiểu số này từ bé đã phải trèo đèo, lội suối, lên nương, làm rẫy, sống và làm bạn với núi rừng, thiên nhiên. Nhờ đó cô hấp thụ được cái hào sảng, mạnh mẽ, mang dạy và tự nhiên của núi rừng. Mẹ thiên nhiên đã truyền năng lượng sức sống căng trào vào huyết quản của cô. Ở nơi Hohenye sống, người ta gọi nhau qua cả một quả đồi, sống với nhau bằng sự chân thật, chất phác. Cô từng nói trong tiếng Ede không có từ nói dối, ai cũng nói thật, chỉ khi xuống miền xuôi tôi mới biết nói dối là gì. Bởi vậy tính cách của Hohenye cũng rất thật và tự nhiên như một tờ giấy trắng. Cô nói, tôi thấy mình hoang dã, không giống ai. Cái gì tôi cảm thấy không sai, không bị vô đạo là tôi làm hết. Tôi không bị sợ người khác nói thế này thế kia. Dù là hoa hậu, tôi vẫn ngoái lỗ mũi ở nơi công cộng. Tôi thấy như thế là bình thường, tính tôi tự nhiên như thế. Tôi không thảo mai được như một số người trong showbiz. Tôi là người rất thẳng tính, không biết nịnh nọt. Chính cái mộc mạc chất phác như vậy đã giúp Hohenye khác biệt hoàn toàn với những hoa hậu còn lại. Đôi khi bạn không cần phải là người đẹp nhất hay chuẩn mực nhất, chỉ cần bạn khác biệt, bạn đã thành công, và Hohenye đã có được điều đó. Khí chất, phong thái của cô không giống với bất cứ hoa hậu nào trước đây, nó có gì đó rất khác biệt. Dám chắc rằng nếu người không thể phân biệt được hàng loạt hoa hậu mới ra lò hiện nay, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là Hohenye. Sự tự nhiên này còn toát ra từ trong bước catwalk và biểu cảm của Hohenye khi cô bước trên sàn đấu thế giới. Nụ cười của cô rất nổi bật, gây thiện cảm với toàn bộ ban giám khảo. Trong cuộc sống công nghiệp thị trường đầy khói bụi bon chen ngày nay, sự bộn bề phức tạp tăng cao. Bởi vậy tâm lý và xu hướng của công chúng là tìm về những thứ mộc mạc, giản dị. Bởi vậy cách thể hiện tự nhiên không gò bó kiểu cách của Hohenye vô hình chung lại rất hợp với công chúng và là thứ công chúng đang cần. Nhờ đó Hohenye đã truyền đi những năng lượng vô cùng tích cực, khiến mọi người cảm thấy yêu đời, ham sống hơn. Cô là hình mẫu truyền cảm hứng tươi mới và độc đáo, giống như lời cô nói. Để lạc quan, yêu đời và vươn lên, tôi luôn phải giữ năng lượng tích cực trong mình và nhìn mọi thứ xung quanh ở trạng thái tốt đẹp. Nghị lực sống mãnh liệt và đầy nhân ái. Hohenye là một trong những hoa hậu có hoàn cảnh đặc biệt nhất Việt Nam. Như đã nói, cô không được sinh ra trong một gia đình khá giả và cũng không được giáo dục theo chuẩn mực. Từ bé Hohenye đã phải làm đủ vất vả, làm đủ mọi việc từ trong nhà ra ngoài rẫy. Trong buôn làng của Hohenye, con gái thường không được học cao, không được coi trọng và phải lấy chồng sớm. Nhưng bằng nghị lực sống và sức đấu tranh mãnh liệt của mình, Hohenye đã dám đứng lên chống lại luật lệ, thậm chí là người gia đình mình để được đi học đại học, chứ nhất quyết không chịu lấy chồng. Lên Sài Gòn với hai bàn tay trắng, Hohenye phải bươn chải làm đủ mọi việc, nhưng vẫn kiên quyết bám trụ để học tập và phấn đấu. Nhiều người thoát ly thành công thường không muốn nhìn lại quê hương, nhưng Hohenye thì khác. Cô luôn hướng về buôn làng, luôn tìm cách vận động, kêu gọi, xin tài trợ để đem ánh sáng văn minh về cho dân làng, giúp xóa bỏ hủ tục, bảo tồn văn hóa truyền thống. Từ tấm lòng nhân ái ấy, Hohenye đã có được câu trả lời ứng xử xuất sắc và được đánh giá cao tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Cô đã chứng minh mình xứng đáng được ngồi ở ngôi vị Hoa hậu để truyền đi những năng lượng tích cực nhất và luôn đấu tranh vì nhân quyền.